tình yêu không điều kiện thì hơi khó, chắc là chỉ có cha mẹ yêu thương con mình thì mới vô điều kiện thôi. Theo em, tình yêu vô điều kiện là không phân biệt tuổi tác, yêu không cần lý do. Dạ, theo em nghĩ là quan trọng là do chính bản thân mình thôi, chứ không phải là do cái smartphone hay là cái gì. Mình thì mình có một cái biện pháp, hồi trước thì mình cũng từng nghiện smartphone. Thì sau đó thì mình ra ngoài, mình giao tiếp với nhiều người hơn, tham gia nhiều nhóm sinh hoạt của nhà bên nhà thờ, thì là mình tự tin hơn, giao tiếp với mọi người. Và với mình bớt sử dụng smartphone. Smartphone thì sẽ giúp ích cho mình, mà có cái nào cũng có hai mặt, mặt trái mặt lợi. Đáp án của tình yêu vô điều kiện đó chỉ chính là gia đình của chúng ta. Như Chúa yêu, không thù không oán ai, không hề chơi xấu ai bao giờ. Yêu người như Chúa yêu, không hề ghen ghét ai, không hề nói xấu ai. Lạy Chúa, anh chị em chúng con tụ họp ngày hôm nay để một lần nữa trở thành những khí cụ bình an trong tay Chúa. Sau một thời gian chúng con nghỉ ngơi để làm mới bản thân mình, để lại có thêm sức lực, đứa trẻ chúng con ngày hôm nay lại khởi đầu một năm phục vụ mới bằng chương trình Cà Phê Chuyên Đề, và cũng là sinh nhật 4 năm của Cà Phê Chuyên Đề. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì tất cả hồng ân người đã ban cho chúng con. Ngày hôm nay một lần nữa, chúng con xin người hãy đến đồng hành và thêm sức cho chúng con. Lời đầu tiên cho gia đình giới trẻ giáo xứ Tân Hương gửi đến lời chúc sức khỏe và gửi đến lời chào đến quý cha, tất cả các bạn giới trẻ, quý ông bà, anh chị em đến với Cà Phê Chuyên Đời số 45 ngày hôm nay. Trong không khí hôm nay là ngày 8 tháng 3, nhưng chúng ta vẫn có mặt rất là đông đủ trong khán phòng ngày hôm nay với Cà Phê Chuyên Đời số 45. Chủ đề là tình yêu vô điều kiện. Chắc hẳn chúng ta cũng đã có một thời gian khá dài không gặp nhau, hơn 2 tháng. Chúng ta có thể hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhau trong năm mới 2017 với số chuyên đề đầu tiên. Và để tiếp theo chương trình, con xin kính mời cha Francisco Lê Quang Đăng, cha chánh xứ, và cha Gioan Bautista Nguyễn Xuân Bình, cha đặc trách giới trẻ, lên khai mạc và chia sẻ cho chương trình ngày hôm nay. Con xin kính mời hai cha. Chúng ta dành cho hai cha một tràng pháo tay thật lớn à. Vâng, kính thưa cha Phó Doan cùng với các bạn trẻ giáo xứ Tân Hương, cũng như tất cả các bạn trẻ của các sư bạn và tất cả mọi người. Và ngày hôm nay khởi đi từ năm mới 2017 với tất cả những cái đức tính nhân bản cũng như đời sống tâm linh, đời sống đức tin, để rồi củng cố, giữ lấy và phát triển, đi đến một cái mục đích không ngoài, đó là giúp cho chúng ta mỗi ngày một ý thức hơn, trưởng thành hơn, và đón nhận được những cái hoa trái của những cái buổi sinh hoạt như thế này, chuẩn bị cho giới trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Thì ta nghĩ rằng những cái buổi sinh hoạt chia sẻ và học hỏi như thế này thì nó cũng là những cái hành trang rất là hữu ích để cho các bạn trẻ trong giáo xứ cũng như tất cả mọi người tham dự đón nhận được hoa trái tốt lành, để rồi Thiên Chúa luôn luôn chúc lành, nâng đỡ và đồng hành với giới trẻ nói chung và cách riêng giới trẻ của giáo xứ nhà mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn và gặt hái được những thành công hơn. Xin cầu chúc. Tiếp theo chương trình chính là một nghi thức rất quan trọng và rất là đặc biệt, đó chính là nghi thức mừng sinh nhật lần thứ 4 của Cà Phê Chuyên Đề.
Như vậy là cha đã thổi nến. Và chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để cho cha cắt bánh sinh nhật ạ. 1, 2, 3, vô. Con xin cảm ơn cha và xin cảm ơn các bạn sinh động viên. Và để mừng sinh nhật của giới trẻ thì cha cũng có một chút xíu để chúc mừng nha. Và cầu chúc cho 18 tháng 3 luôn luôn được Chúa chúc lành, nâng đỡ, ban ơn và luôn luôn vui vẻ, dịu dàng và dễ thương. Xin cảm ơn cha. Các bạn ơi, chúng ta cho hai cha một tràng pháo tay nha.